Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo phận Bắc Ninh Cha Du Xe Hoàng Trọng Hữu tình nguyện đi vào tâm đại dịch Tin Vatican Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm Tin Vatican Tình liên đới của các ki tô hữu Trung Quốc trên thế giới trong dịch virus corona. Tin giáo phận Phan Thiết khánh thành phòng học thông minh Smart Class Plus. Tin giáo phận Bắc Ninh Cha du Xe Hoàng Trọng Hữu tình nguyện đi vào tâm đại dịch. Sau những ngày thảo luận cùng chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc về đời sống tôn giáo của hai họ đạo, Ngọc Bảo, Bá Cầu, giáo sứ Hữu Bằng, giáo phận Bắc Ninh, đang nằm trong tâm của đại dịch Corona, đang bị phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập, là một cha xứ nên phải lo phần hồn, các bí tích, nhất là những bí tích sau cùng của đời một người. Nhờ sự can thiệp của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2020, một linh mục trẻ đã tự nguyện hy sinh xông vào chính tâm đại dịch để phục vụ mọi người. Đó là linh mục Du Hoàng Trọng Hữu, sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh, chịu chức thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2019. Thật cảm phục lòng yêu mến Chúa, tinh thần hy sinh phục vụ của người linh mục trẻ sẵn sàng hy sinh quên mình, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn. Thật cảm phục, như vậy đâu đó vẫn có những người tuyệt vời chứ không phải chỉ có ở văn chương. Tình yêu mạnh hơn sự chết, đâu đó vẫn có những con người bước sát theo gương mẫu của Đức Giêsu, mục tử tốt lành, thí mạng sống mình vì đàn chiên, người đến để cho chiên được sống dồi dào. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha đủ khôn ngoan, nghị lực, đầy nhiệt huyết tông đồ để phục vụ mọi người, nhất là những người bận tật, khổ đau. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho những người đang sống trong tâm trấn dịch bệnh, được bình an và cơn đại dịch sớm dập tắt, đồng thời mở rộng vòng tay yêu thương giúp đỡ, vì khi giúp đỡ những người đau khổ là giúp đỡ chính Chúa. Cha Xe Hoàng Trọng Hữu mang theo hơn 20.000 bánh xà phòng, gần 300 lọ nước sát khuẩn, hơn 3.000 hộp vitamin C sủi, 1.300 chiếc khẩu trang và một số nước tăng lực. Cho đến hôm nay, mọi phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đều phong tỏa, kể cả bưu điện cũng không nhận vận chuyển. Vì thế, mọi sự giúp đỡ xin gửi đến địa chỉ sau. Cha Nguyễn Văn Thắng, Chánh Văn Phòng, Tòa Giám mục Bắc Ninh, số 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh số điện thoại của cha Nguyễn Văn Thắng 098 518 3353, số điện thoại của cha Nguyễn Đức Đại 0984 962 269, cha xứ Hữu Bằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh đi truyền giáo một năm. Đức thánh cha đã gửi thư cho Đức cha Joseph Marino, tân giám đốc trường ngoại giao Tòa Thánh, nơi đào tạo các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh và yêu cầu các nhân viên ngoại giao tương lai của Tòa Thánh sẽ trải qua 12 tháng tại một giáo phận để có kinh nghiệm truyền giáo. Đức thánh cha đã tuyên bố ý định trên trong diễn văn kết thúc thượng hội đồng giám mục về Amazon và bây giờ ngài đưa ra những hướng dẫn cụ thể. Ngài yêu cầu thêm vào chương trình đào tạo của Học viện Ngoại giao một năm truyền giáo tại một giáo hội địa phương. Trong thư đề ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha nhắc lại mong muốn các linh mục phục vụ trong ngành ngoại giao của tòa thánh dành một năm trong chương trình huấn luyện để dẫn thân truyền giáo tại một giáo phận. Đức Thánh Cha nói thêm: "Tôi tin chắc rằng Kinh nghiệm đó sẽ có thể hữu ích cho tất cả người trẻ chuẩn bị hay bắt đầu sứ vụ linh mục. Nhưng cách đặc biệt là cho những người trong tương lai sẽ được gọi để cộng tác với các đại diện của tòa thánh. Và sau đó, đến lượt họ sẽ có thể trở thành đại sứ của tòa thánh tại các quốc gia và các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha trưng dẫn những điều Ngài đã khẳng định trong diễn văn nói với Trường Ngoại giao Tòa Thánh vào tháng 6 năm 2015 nhiệm vụ mà một ngày kia bạn sẽ được kêu gọi để thực hiện sẽ đưa bạn đến mọi nơi trên thế giới ở châu âu cần thức tỉnh ở châu phi khao khát hòa giải ở mỹ latin đói khát lương thực và nội tâm ở bắc mỹ được mong muốn tái khám phá nguồn gốc của một căn nguyên mà không thể được xác định nếu khởi đi từ việc loại trừ ở châu á và châu đại dương bị thách thức bởi khả năng làm men nồng trong cộng đồng hải ngoại và đối thoại với sự rộng lớn của các nền văn hóa tổ tiên. Và trong thư, Đức Thánh Cha nói thêm rằng để đối mặt các tích cực với những thách thức ngày càng gia tăng đối với giáo hội và thế giới, các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh phải có ngoài việc đào tạo về sứ vụ linh mục và mục vụ vững chắc, còn cần những kinh nghiệm truyền giáo cá nhân bên ngoài giáo phận gốc của họ chia sẻ với các giáo phận truyền giáo một giai đoạn đồng hành cùng với cộng đồng của họ bằng cách tham gia vào hoạt động truyền giáo hàng ngày của họ. Yêu cầu của Đức Thánh Cha sẽ được áp dụng cho các học viên bắt đầu chương trình đào tạo vào niên khóa 2020-2021 yêu cầu của Đức Thánh Cha sẽ được áp dụng cho các học viên bắt đầu chương trình đào tạo vào niên khóa 2020-2021. Đức Thánh Cha cũng viết thêm rằng cần hợp tác với phủ quốc vụ khanh của Tòa Thánh, chính xác hơn là phân bộ lo về nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh cũng như với các đại diện của Đức Thánh Cha tại các nước là những người giúp xác định các giáo hội địa phương nào sẵn sàng đón nhận các sinh viên và theo sát kinh nghiệm này của họ. Và Đức Thánh Cha tin rằng khi vượt qua những lo lắng ban đầu, kinh nghiệm truyền giáo sẽ hữu ích không chỉ cho các học viên trẻ nhưng cho cả giáo hội địa phương. Tin Vatican, tình liên đới của các Kitô tô hữu Trung Quốc trên thế giới trong dịch virus corona Hơn 3.400 chiếc khẩu trang được quỹ Ferdinand Forbes thuộc Đại học Công giáo Leuven, Bỉ Tài trợ cuối cùng cũng đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc vào đêm ngày 8 tháng 2 sau một chuyến vượt biển dài và phức tạp do việc ngưng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Đây là một nghĩa cử liên đới do các linh mục Trung Quốc đang học tại Brussels bị tổ chức. Tại Bắc Kinh, số khẩu trang này được tổ chức Bác Ái Jinde, một tổ chức bác ái công giáo của giáo hội Trung Quốc trực tiếp điều phối, phân phát cho các nơi cần thiết. Tổ chức bác ái chuyên đề có trụ sở đặt tại Thạch Gia Trang, cách Bắc Kinh khoảng 300 km, là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý viện trợ của Đức Thánh Cha cho giáo hội tại Trung Quốc. Cha Han Wensheng, linh mục thuộc giáo phận Bắc Kinh, phụ trách tổ chức bác ái chuyên đề, đã trực tiếp gửi khẩu trang đến hai bệnh viện ở Vũ Hán, trong khu vực bị lây nhiễm. Cha cho biết việc vận chuyển không gặp bất kỳ phiền phức nào. Ngoài ra, Hôm 10 tháng 2, các nhân viên của tổ chức Bác Ái đã tập hợp và gửi tới Vũ Hán thêm 2.400 khẩu trang do giáo sứ của cộng đoàn người Hoa ở New York tặng. Tổ chức Bác Ái cho hãng tin Fides biết các bệnh viện Công giáo và dân sự ở Vũ Hán và toàn bộ tỉnh Hồ Bắc tiếp tục kêu gọi hỗ trợ khẩu trang và dụng cụ y tế. Mặc cho những khó khăn về vận chuyển do ngưng các chuyến bay. Cuộc đua marathon liên đới của các cộng đoàn công giáo Trung Quốc trên thế giới đã bắt đầu và vẫn tiếp tục. Tất cả muốn thể hiện tình liên đới Kitô. Theo nguồn tin được hãng tin Fides xác nhận, cộng đoàn tín hữu Trung Quốc tại Roma đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên đới này. Các tín hữu cho biết, một tuần trước chúng tôi đã gửi 4.000 khẩu trang qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, nhưng số khẩu trang này vẫn còn bị mắc kẹt ở Milan. Chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng tình hình sẽ sớm được khắc phục. Chúng tôi cầu nguyện để các nữ tu Trung Quốc, những người đi đầu trong việc chăm sóc bệnh nhân ở Hồ Bắc, có thể có khẩu trang để tự bảo vệ mình, trong khi tiếp tục dấn thân trao ban sự gần gũi tin mừng, phục vụ cho những người đau khổ. Tin giáo phận Phan Thiết, Khánh Thành Phòng học Thông minh Smart Class Plus vào lúc 5 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020, Đức cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã dân thánh lễ tại chủng viện Thánh Nicola, đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Du Xe Hồ Sĩ Hữu, quý cha giáo chủng viện, quý cha tòa giám mục và hơn 30 chủng sinh và nữ tu. Sau thánh lễ, Đức cha Du Xe đã làm phép khánh thành phòng học thông minh Smart Class Plus. Phòng học này là món quà của Tổng giáo phận Sài Gòn kính tặng Đức Cha Du Xe nhân dịp Ngài nhận sứ vụ mới tại giáo phận Phan Thiết ngày 12 tháng 2 năm 2019. Được biết tiến trình tập huấn cho các giáo viên và chuyển giao công nghệ sẽ được tiến hành ba đợt trong ba tháng. Lần tập huấn đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 hôm nay. Phòng học thông minh Smart Class Plus bao gồm một màn hình LED tương tác 75 inch Bộ bàn ghế chuyên dụng cùng với laptop và tai nghe dành riêng cho giáo viên, 24 bộ ghế bàn di động thông minh, 24 laptop và tai nghe chuyên dụng dành cho các học viên. Các sản phẩm này được cung cấp độc quyền bởi tập đoàn Sao Mai. Ngoài các thiết bị trên, Smart Class Plus được cung cấp một bộ giáo trình Let's Talk để dạy ăn ngữ với 4 cấp độ A1, A2, B1 và B2. Ưu điểm nổi trội của Smart Class Plus là cho phép học viên sử dụng trên nhiều thiết bị, hỗ trợ cả thiết bị cầm tay cá nhân. Sự kết hợp giữa mô đun Homework và dịch vụ điện toán đám mây cho phép giáo viên và học viên có thể truy cập sử dụng qua mạng ở mọi nơi, mọi lúc. Giáo viên có thể chuẩn bị bài ở nhà, xem và đánh giá bài làm của học viên và gửi phản hồi cho họ. Smart Class Plus có thể sử dụng cho mọi cấp độ và mọi lứa tuổi học viên. Đồng thời, giáo viên có thể tùy chỉnh các hoạt động học tập cho phù hợp với học viên của họ. Chính nhờ những ưu điểm của Smart Class Plus, Đức cha Du không chỉ muốn sử dụng phòng học thông minh này cho việc nâng cao khả năng ngoại ngữ của các chủng sinh tại chủng viện Nicola, Ngài còn muốn ứng dụng vào việc dạy học các môn học khác, đặc biệt là dạy giáo lý cho thiếu nhi và các chương trình loan báo tin mừng, bởi loan báo tin mừng là điểm nhấn của giáo phận Phan Thiết. Một điểm tin xã hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.